We thought we were indestructible. The Lords of Iron. We swore we would do anything to protect the last city. Some of us paid the ultimate price. I am all that remains. Stand with me, Guardian. It is time to avenge my brothers and sisters. Prove yourself worthy, and the Iron Lords will rise again. In the years after the collapse, the world had no guardians. It had only Iron Lords. Immortal, fearless, we fought to protect the survivors of a once great age. Our battle was about more than crawling back from the shadows. The Iron Lords would give humanity back its future. The legend. But no one truly knows how the Iron Lords died their final deaths. That was something you had to be there for. To witness. To remember. To know even heroes can die. And survival is not always a victory. Now, I am the Lone Sentry, and my watch is eternal, waiting for the day when whatever we disturbed awakens. The Iron Lords are gone, but our fight is far from over. House of Devils is back, and they're digging into old Golden Age research labs all across the system. This isn't a simple smash and grab. They're on a mission. At first, the Vanguard wasn't particularly concerned. At least, not until the Devils decided to move back into the Cosmodrome. Now the Devils are shifting a massive amount of resources to an area nearby that's been dark for centuries. Normally, I'd say it's just another day. Except, what's really got everyone talking is that Lord Saladin has left his post at the Iron Banner to take charge of the situation personally. Only rather than go straight to the Cosmodrome, Saladin wants us to investigate an abandoned observatory in the mountains. Very strange. A group of Fallen has captured Felwinter Peak. My team and I are en route.
but we won't get there in time. I need you to secure the observatory at the top. It is imperative the Fallen do not establish a foothold on that mountain. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay một DLC mới. Cũng không gọi là quá mới nhưng mà cái DLC này cũng ra được khoảng thời gian khá là lâu, nhưng mà ý là trước giờ mình chưa có quay cái DLC này. Và đây cũng là cái DLC cuối cùng của Destiny, chúng ta là Rise of Iron. Và đây là một cái DLC cũng khá lớn sau cái DLC The Taken King mà các bạn vừa coi những tập trước đó. Thì nếu như là The Taken King là một cái câu chuyện nói về tộc người The Awoken trong game, thì Awoken thì đây là một câu chuyện nói về loài người, cũng khá là chi tiết về một cái class cụ thể hơn. Thì như các bạn đã thấy thì Awoken thường đa phần là đều là một số class như Warlock này nọ. Tuy nhiên đây là bạn thấy một cái câu chuyện cụ thể hơn về một số class. Còn sau bạn này, các bạn đã coi cái scene nãy, bạn cũng đã thấy thì nó tập trung khá là nhiều. Bạn thấy là bên Rise of Iron đa phần toàn là class gì ta? Thì mình nhớ là Titan là cái class mà mình đang chơi đây. Ồ, Crossstop Manual Page, đây là một trong những cái để mình làm nên cái súng mà Exotic. Mình đã có nhiệm vụ Exotic nhưng mà mình chưa làm cái khúc đó. Hình như nó nằm đâu ta? Inventory thì phải. Hình như mình chưa có, mình phải làm xong cái khúc này mình đi vô trong nó cho mình làm nhiệm vụ đó. Mặc dù bây giờ mình có cái cục đó luôn rồi. Và có vẻ như là cái Rise of Iron nói về cái class Titan khá là nhiều. Đa phần Iron Lord hình như là class Titan luôn. Cộng thêm là những cái con nhỏ nãy hy sinh đó, các bạn cũng đã thấy là cũng như là cũng đã đều Titan hết. Chúng ta đang đi khám phá ở chỗ Iron Temple, cái chùa Iron, đền Iron, xem nó có cái gì đó. Tại vì Lord Saladin bắt mình là trong dây đen nãy á, bắt mình đi tìm hiểu xem cái khu này có cái gì đặc biệt. Mấy cái này, mấy đứa này mình cũng không cần phải bắn lắm, bắn vui thôi. Thì lát mình còn phải xuống dưới kia nữa. Cho nên lần trước mình cũng đã nói là đây là một cái DLC mà mình thấy là đẹp nhất trong tất cả các DLC mình từng chơi của Destiny. Hơn cả The Taken King nữa. The Taken King đa phần nó lấy bối cảnh ngay tại trên trái đất với mặt trăng với sao hỏa là nhiều. Còn đây là ngay trên trái đất luôn, nhưng mà nó làm rất là đẹp. Những chỗ mà mình cũng chưa bao giờ đụng nghĩ hoặc là sẽ có hoặc là sẽ đụng tới. Chúng ta lên gần tới đây luôn. Con này máu vàng luôn, cái gì. Superjaw đã có rồi mấy đứa ơi. Nhảy xuống rồi chứ đứng ở hoài là nó sập liền, mình không thể đi tiếp được. Giờ muốn vô cái chỗ đó nhanh nhất thì kiếm đi lướt qua tụi này. Chúng ta đang lên, mình nghĩ chắc trên đỉnh kia kìa, mình nhớ là vậy, theo mình nhớ là vậy. Và sẽ chắc chắn là sẽ có quái đứng xung quanh đợi sẵn. Nhiệm vụ này cũng đã làm khá là nhiều lần rồi. Chỉ là để mình unlock cái một số thứ. Coastal Manual Base. Làm gì ở đây ta? Vuốt quái rồi cũng được rớt mấy này nữa trời. Được 3 cái luôn rồi đó. Nhưng mà cũng không biết ở đây làm gì, để craft cái cây súng mới hay sao ta? Cây đó mình chỉ biết đơn thuần là cái cây là cái cây đầu tiên. Cái cây đầu tiên nhất mà bạn khi bạn chơi game này bạn sẽ có. Khi bạn làm qua cái nhiệm vụ đầu tiên mà để vô game á, để lấy được cái con phi thuyền đầu tiên thì bạn sẽ được tặng cái súng đó. Và bây giờ nó trở thành Exotic, là mạnh hơn cái đồ tím nữa, mạnh hơn cái đồ Legendary nữa. Này thì tàn hình nè. Ở trên con này nó không tàn hình ta. Muốn lộ không? Mấy bạn này mỉa bạn muốn lộ với Titan hả? Con này mà up cái skill mà đấm tay nữa thì cũng rất khá là ngon. Tuy nhiên con này nó không có tập trung vào cái skill đấm tay lắm, cho nên cũng không cần thiết.
Whoa. Be careful. Picking something up nearby. Whoa. Cậu bé hơi quá đà. Này đúng kiểu skill đấm phát chết luôn. Break the temple. Servitor. Serviator. Servitor. Nó bắn khá là. Ráng đó giờ có quả cầu này, hiện tại chúng ta chưa bắn được quả cầu này, có cái shield bên ngoài. Chúng ta phải vô cái chùa, cái đền rồi chúng ta mới bắn được nó. Nó bắn là khá là rác luôn. Bây giờ nó sẽ tiến vô bên trong nữa. Defeat Sir Big Perfected. Cái con tròn tròn nãy. Hai con này còn đứng luôn. Nó bắn mình rác vậy. Lúc đầu mình làm cái vụ này mình cũng không có ngờ là phải giết cái con này trong khi máu nó trâu đến mức độ vậy. Đó là cũng lúc mà mình mới bắt đầu chơi từ game này, mình phải đánh cái con này cũng khá là nhức não. Người cho nó mất máu sẵn rồi, nhưng bị cho nó sao quá, nó khỏi nó phóng qua kia mình cũng không có chọi búa được. Đó vừa mới nói luôn, cho nên mình sẽ đợi khi nào nó gần gần một tí chọi búa. Con này chuyên gia biến mất luôn, cho nên bắn rất là phải kỹ. Cái nhiệm vụ này không quá khó, những nhiệm vụ sau thì cực kỳ khó. Những cái ray của cái này công nhận phải rất là hay. Một trong những cái ray hay nhất mà mình từng chơi đó là Red Dead Machine. Tuy nhiên thì nó với mức độ khó thì nó phải gọi là thượng thừa luôn. Rất là khó, thậm chí đối với 6 người làm cũng khó, không phải là muốn ăn là ăn được. Và làm xong thì bạn có một cái cảm giác rất là feel khi mà bạn lấy được đồ của nó. Trời ơi, mất máu đi con. Ồ, mất dịu còn chút xíu máu. Bắn có vẻ hơi lâu đó. All this trouble to break into an old temple? Even old wolves still bite. Shiro, what's your status? Circling around to make sure the area is clear. Be there in a sec. Well done, Guardian. The temple is secure. Now we can... Shiro, get a lock on it. I just picked up... Wait, multiple impacts near the wall in Sector 17. They're attacking the sensor grid. They must know where Siva is. Guardian, go to the Cosmodrome immediately. If Sepix escapes, the Fallen won't be our only problem. Okay, the walls come down. Bức tường sụp đổ. Chúng ta phải đi được theo Sepix. Tại vì nếu mà chúng ta để cho nó đi được thì cái vấn đề là Sepix cũng không là vấn đề quan trọng, là tại vì nếu mà nó bỏ đi được thì nó sẽ gọi được khá là nhiều vấn đề khác có thể xảy ra. Vì vậy nên tôi phải dí theo xe buýt và xử lý nó ngay lập tức nếu được. Thì dí con xe buýt này có là mình thấy mình nhớ là như cũng nằm trong một trong số các cái shrine chính của tựa game này. Và shrine thì có thể là mình nghĩ là nó vẫn sẽ nằm trong Nightfall thực chất là cũng như là kiểu như là một trong những cái shrine mà nó làm độ khó nó tăng hơn thôi. Cũng vậy là các bạn cũng đã, nếu bạn nào chơi qua cái những cái shrine mà level thấp á thì bạn sẽ thấy Nightfall nó giống nó là những cái shrine đó, nhưng mà chỉ là điều nó khó hơn bình thường thôi chứ cũng không có gì đặc sắc lắm. Nhưng mà được cái là làm cái Nightfall này nó cho bạn độ mạnh hơn bình thường, nhưng mà buộc phải là có nhiều người chơi chung thì bạn mới đánh nổi, ít nhất ba nhiều nhất là ba người, ít nhất là một hai người. Ý là nếu mà bạn chơi có người chơi chung á, còn nếu mà bạn chơi đánh lẻ cũng được, không sao hết. Sniper hoài luôn á.
cho mình cái manual bay qua ta. Mặc dù mình còn chưa nhận cái nhiệm vụ mà lấy cái súng gì nữa. Exotic đó các bạn phải nhận nhiệm vụ. Thì lúc đầu sau bạn đi tìm ba cái miếng của nó thì bạn sẽ được cái súng màu vàng đó. Tại vì mình cũng không có nhu cầu xài cái súng đó. Nhìn cái súng nó cũng không có hợp với mình cho lắm. Đúng rồi. Vandal nữa. Chạy hả con. Cái chỗ này là cái chỗ mà lúc mà vừa mới tập 1 chơi cái Destiny là bạn sẽ gặp. Đây cái đường ống mà các bạn đi ngang qua lúc mà vừa mới bắt đầu chơi game nó sẽ cho bạn đi qua. Cái chỗ này khá là quen thuộc đối với bạn. Còn nhiệm vụ này chúng ta phải tìm hiểu cái chỗ này. Mình thấy là những cái nhiệm vụ sau của Destiny nó có những cái hình ảnh này đối với nhất là cái súng này. Bạn phải làm cái nhiệm vụ cuối của cái nhiệm vụ Rat on the Machine khá là nhiều. Và phải kiểm tra một số thứ như là màn hình vi tính nó này nọ. Và làm rất là nhiều bước, 10 bước thì bạn mới được cái súng mà bây giờ mình đang cầm trên tay đây. Cây này rất là khó kiếm. Vào trong những cái cây hiếm nhất trong game mà mình từng lấy được. Và một cái những cái cây hiếm thứ hai mà mình có thể nói là mình lấy được đó chính là Icebreaker. Icebreaker là một trong những cây là khá là hiếm và nó có từ hồi G1 tới giờ. Tuy nhiên nó được remaster thành sang G3 một cái bản mạnh hơn nhiều. G2, G3 gì đó mạnh hơn nhiều. Và cho nó trở thành exotic. Một trong những cây súng ngắm rồi hợp với người nào chơi mà bắn nhanh nữa kiểu. Và kiểu quick scope này nọ nó sẽ hợp hơn. Và cây này nó rất là mạnh. Nhưng là mình chưa có nâng cấp cái cây đó mà mình cũng chưa bắn cái cây đó nhiều. Để cho các bạn coi, tại vì mà thường mình bờ đỡ dành nó, mình đang để dành cây đó để có cây nào mình upgrade nó lên từ từ sau. Tại giờ nó cũng chưa có mask. Nó cái của mình cũng chưa có mask cho nên mình đang đợi. Khi nào có đồ ngon ngon tí mình sẽ up cái cây đó lên. Tại với lại exotic á, thì nếu mà mình đang dùng cây này rồi thì mình sẽ không được xài thêm một cái exotic nào nữa. Tức là các bạn cao lắm chỉ có một súng vàng một bên này thôi. Một đồ vàng một bên này thôi. Chứ không được mặc một đồ vàng một hai đồ vàng hai bên một bên như thế này. Augmented or not, we need that sensor data. On the bright side, these fallen aren't coming back to life like Sephix. At least not yet. Ủa, từ nãy mình không đợi mini boss ra mình quất nó luôn ta. Ồ, giờ mới mối vàng mới ra nè. Ồ, chỗ này không có hồi sinh lại được nhé. Để kiếm chỗ lên cao cao tới hồ máu rồi. Tại có một con sniper đằng kia. Mà nếu bạn nào chạy lên đây, ớt cái nào nó chạy lên đây đó. Nó chạy một hồi nó sẽ chạy lên được, nhưng mà ý là một hồi nó sẽ quay xuống lại. Chứ nó không có lên được, đủ cho bạn thời gian để bạn hồi máu. Có đỡ luôn. Sao lúc mà hồi cái nó lại ra nhiều vậy ta. Ok, xong. Nice job, Guardian. But we still have to deal with. Và để các bạn không đợi lâu mình tiến hành sang cái nhiệm vụ tiếp theo luôn. Push into the Plague Clan. Vô bên trong cái này xem nó có cái gì giống đó. Và rõ ràng có thể là nó sẽ có nhiều cái ghê hơn nhiều ở đây. Đây nó đang chỉ rõ này. Understood. Chúng ta phải khám phá cái body của con này. Scan để xem con này có cái gì giống đó. He's fallen, basically, but armor is enhanced. Nó là fallen nhưng mà giáp của nó được nâng cấp. Vũ khí đã được tùy chỉnh rồi. Con này bị có vấn đề lắm luôn á. Tại vì thường là tụi nó sẽ không được như thế và rõ ràng là Siva đang có vấn đề gì đó.
nên nó mới nâng cấp những cái con này. It is worse than I feared. The splicers are not only using SIVA to transform this place, they are using its technology to transform themselves. I've never seen the fallen. Đây là một trong những chỗ mà các bạn bắt đầu nhiệm vụ Red on the Machine. Cũng khá là hay. Các bạn có thể thấy nhiệm vụ ở cái khu này trong cái phần single này. Besides, they will not be prepared for what they'll find. Nhưng mà nếu mà bạn đánh Red on the Machine thì không thể nào đi một mình được. Cái đó thì quá khó. Nhưng mà mình đã từng thấy có nhiều người làm cái vụ mà đánh con boss cuối của Red on the Machine đánh solo một mình. Và cái đó chỉ điều đó chỉ làm được với một con Warlock thôi. Tại Warlock nó có khả năng tự hồi sinh. Tại vì có một số cái vấn đề khi mà bạn đánh Ray, bạn phải hiểu là khi mà bạn muốn chọi con, muốn bắn con boss á. What the fuck? Khi mà các bạn muốn bắn con boss thì nó sẽ cho ra hai cái, một cái canon với một cái nó, mà nó chỉ nói đơn giản thôi, tại khi nào bạn làm bạn mới hiểu rõ nó như thế nào. Thì bạn phải chọn một quả cầu cho nó để nó mất cái giáp, rồi bạn cầm canon lên, và trước khi bạn muốn có được quả cầu đó, bạn phải cầm canon bắn vỡ một quả cầu để nó rớt một cái bỏ lựu đạn xuống để các bạn hãy chọi vô con boss để nó mất cái shield. Thì tức là nếu một khi bạn đã cầm canon rồi thì bạn không thể nào sau khi đó bạn không thể nào cầm cái câu bóng bom cho bạn chọi con boss được, không cầm được. Thì chỉ có mỗi Warlock có làm được, tại vì nó có thể nó chỉ cần nó nhảy xuống nó chết một cái xong nó hồi sinh lên lại thì nó đã hoàn toàn khác rồi, cho nên nó có thể cầm quả bom lên nó chọi tiếp, không cần phải người khác chọi. Đó lý do tại sao mà Red Dead Machine đòi hỏi là bạn cần phải có 6 người mới làm được nhiệm vụ đó. Nhưng cũng không hẳn là 6 người, chứ nếu mà bạn nào hiểu ý nhau đánh giỏi thì có thể là mình nghĩ 5 người cũng ổn rồi. Rồi chỉ cần các bạn chọi bom rồi thay nhau phiên nhau bắn nhau dùng nhau là có thể đánh thắng con boss. Tuy nhiên nó cần có nhiều sự nỗ lực hơn, một đi đam nhiều hơn. Và cái đó chỉ mình chỉ nói, có thể nói rõ khi nào mà mình làm cái Red Dead Machine với bạn bè hay gì đó thì mình có thể giải thích cho các bạn hiểu, chứ giờ nói cũng khá là khó hiểu. Thì đó, mình cũng đã từng coi có nhiều người làm cái đó, và làm một mình thì dù chỉ mới có Class Warlock mới làm được thôi. Okay, just to be clear, I don't like creepy tech that spreads like a virus. Riêng thì mình cũng đã thấy một thanh niên làm cái glitch là không cần phải chết để có thể lượm được cái canh lượm được quả bom á. Thì glitch đó mình đã thấy một thanh niên làm được và đánh thắng Axis bằng một con Titan. Cũng khá là hay, và mình chưa thấy Hunter quánh nó solo cái đó bao giờ. Nhưng mà ít ra cũng đã thấy Titan nó đánh một lần và thắng, nhưng mình phải nhờ glitch nhỏ kiểu khá là khó chịu. Từ nãy giờ nó thả mấy con này xuống đi chứ. Vô bên trong cái con nào. A soft fallen. Ôi có con boss này nè, mình không thấy ta, đáng lẽ phải ưu tiên con này. Bắn rác vãi luôn. Phải bắn cái cục này cho nó vỡ thì chúng ta mới vô bên trong được. Còn một cục nữa, hai cục luôn. Ok, xong. Mở cửa để mới đi chế. Bắn rác quá thôi. Ok, chắc không cần bắn nữa rồi. Vô luôn. Chứ tụi nó đông, cũng đông á, nếu mà bạn càng bắn nó càng ra này nọ. Chứ nó còn bớt đi nên
cứ phóng thẳng mà đi cho đẹp trời. Fortification. Ồ, cái nhiệm vụ này khó à. Mình nhớ nhiệm vụ này rồi. Cũng khá là khó đó. Disable the gun. Look for a central SIVA node inside those emplacements. Destroy that, and it will break the Fallen's hold on the gun. Thì mình nhớ là nó nằm ở dưới đây hay sao ta? Đúng rồi, nằm dưới đây. Mình có con Captain canh nữa. Get ready. Fallen are sending in reinforcements. Rồi anh có thể hồi đạn ở chỗ này luôn. Disable the gun. Mình thích cái con này cho là nó phóng đi rất là ảo, rất là nhanh và gọn tiện. Phóng nó đi các bạn điều khiển dễ được. Con này thì chỉ cần một viên là chết rồi. Air support is standing by, but they can't do much while those guns are still up. Chúng ta đang cầm một cái cây súng khác. Lấy này thì mình nhớ là còn một cái xe tăng ra nữa sao? Mình không nhớ rõ nó như thế nào nhưng mà mình nhớ vậy thôi. Shock cannon. Khi bạn đánh Rattle Machine bạn sẽ phải để ý rất là nhiều về cái việc cannon của bạn là shock cannon hay là scorch cannon. Tại nó sẽ chỉ gây đam nhất định tại một số con nhất định thôi. Chứ phải con nào nó cũng sẽ gây đam như thường. Giờ chúng ta còn 2 viên. Đủ để xài. Hawks are inbound. Just hold the area until they get there. Mà hình như mới nhớ là nó sẽ cho các bạn cái canon lại thêm một lần nữa, mấy lần nữa, nhiều lần nữa. Cho nên không việc gì phải lo lắm. Phóng đi lẹ thôi, hình như nó vừa mới spawn ra cái gì nữa. Đúng rồi, một con perfected. Đánh căng ạ. Căng lắm luôn. Ngon. Các bạn bắn mà các bạn giữ thì nó sẽ tiện hơn nhiều là các bạn bắn các bạn thả ra từ từ. Bạn bắn mà các bạn thả ra liền á, nó sẽ khó chết lắm. Nếu mà bạn bắn mà bạn bắn vô nhưng mà bạn vẫn giữ đè nha. Nó sẽ để lâu. Nó sẽ để lâu khi mà bạn đính vô nó không nổ liền. Mà nó bạn khi mà bạn chích nó một cái nó sẽ nổ rất là phê. Mặc dù nó bắn liền á nhưng mà nó chưa nổ liền đâu. Các bạn khỏi phải lo. You should be in the vicinity anytime now. Đâu lót kim lít. Oh, what the fuck. Anh em sung quá. Sung quá, nhảy từ xa vô like a boss. Đây là một trong những cái Nightfall cuối cùng trong tuần trước. Cứ mỗi một tuần Nightfall nó sẽ reset lại một lần. Và mình sẽ quay Nightfall mỗi tuần cho các bạn coi. Nếu mà mỗi lần nó reset mình sẽ quay cho bạn coi. Tại vì có rất là nhiều cái Nightfall khá là hay. Và nó là một trong những, nói chung là những cái cốt truyện đó. Nhưng mà nó được làm khó hơn và chơi với nhiều người hơn. Để cho các bạn vẫn tiếp tục với cái game này. Và nó sẽ tất nhiên là sẽ cho đồ bạn mạnh hơn là so với những cái nhiệm vụ khác như thế này. Và nó được gọi là Nightfall, nói như vậy thôi. Mỗi một tuần các bạn sẽ được làm một lần. Ý là không phải làm một lần mà ý là các bạn có thể làm được mỗi nhiều lần trong một tuần đó. Tuy nhiên thì bạn chỉ làm được một cái Nightfall thôi. Tức là Nightfall về cái nhiệm vụ A đi. Thì trong tuần đó bạn chỉ được làm cái nhiệm vụ A thôi. Và sang tuần mới thì nó mới có cái Nightfall mới cho bạn làm. Chứ Nightfall kia bạn làm một tuần bạn cũng thấy chán chứ. Tại làm đi làm lại mà. Nhưng mà được cái là được đồ ngon thôi. Còn chứ nó giống lắm. Các bạn chơi từng chừng 1-2 ngày là các bạn thấy nó đập đi đập lại nhiều lắm rồi. Mình chơi cái đi biết của quen đường nhớ đường luôn mà. Thì tới một tuần sau nó mới reset lại, nó mới cho phép bạn chơi cái Nightfall mới. Cứ một tuần như này nó cứ reset hết. Bạn nào muốn chơi thì chơi. Và nếu mà bạn mà muốn Icebreaker, cái cây súng ngắm mà mình có là các bạn buộc phải làm cái bounty của trưởng Titan Zahala tại trái đất á. Khi mà bạn lại Zahala bạn lấy cái bounty của nó và nó sẽ chỉ cho các bạn cách nếu bạn làm xong cái bounty đó rất là dễ, bạn chỉ cần đánh thắng
đánh thắng cái Nightfall là bạn là gần như được có, nhưng mà phải nó sẽ có một cái timer, tức là một cái thời gian đếm, chỉ cần là bạn đánh thắng trong khoảng thời gian đó là bạn sẽ được gold liền, mà gold liền thì bạn đã làm xong cái bounty đó rồi. Sau đó thì hên xui các bạn bấm bạn nhận reward trong cái bounty đó thì hên xui nó sẽ ra cái icebreaker. Có thể có nhiều người hên vừa bấm một cái một lần là ra liền luôn, hoặc có nhiều người thì làm Nightfall chắc cũng phải 4 tới 4-5 tuần hoặc thậm chí cả trăm lần có thể cũng không, có thể cũng không ra nữa. Thì nói chung là cái này là do RNG là nói chung là random, nói chung là mọi thứ đều random và không biết khi nào có hay không, cho nên hên xui với rủi. Đoạn nào trúng thì cũng hơn là mình làm có khoảng cũng hơn một tháng thì mới được có cái icebreaker này. Và nó được cũng rất là đáng đi, các bạn thử, các bạn ráng là nếu bạn nào chơi game này và ráng làm Nightfall đều đặn thì bạn sẽ có thôi, cũng không khó lắm. Ok, và mình bữa mình làm tuần trước mình làm cái Nightfall và mình nhớ cái đường đi luôn, và cái đường đi này nó đang ngược lại cái hướng đường đi hôm bữa mình làm cái Nightfall ngược lại. Nhưng mà tiếc là mình chưa có quay cái Nightfall đó, và có lẽ mình sẽ đợi khi nào nó có lại mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó là một trong những cái Nightfall dễ nhất mà mình từng làm. Thế là xét về dễ, có nhiều cái Nightfall rất là khó, làm rất là mệt não, trong khi có nhiều cái Nightfall làm cái một và xong. Doors to the elevator shaft should be here somewhere. Ooh. Kim chờ đó lót coi. Ở dưới này còn nữa nữa. Responding restrict. Chấm hồi sinh rồi. Nghi lắm, chuẩn bị có gì đó. Ừ đúng rồi, chỗ này có boss đúng rồi. Thì mình nhớ là vậy. Và để coi mình để dành cái đó trong boss đi, nếu nó có xuất hiện. Không biết là nó có xuất hiện hay không nhưng mà để coi. Ồ, có mid boss. Cây súng này cũng khá là ok đối với mình, đánh BV như thế này là cũng gọi là ổn rồi, cũng không quá mạnh mà cũng không quá yếu, vừa đủ xài. Ok, ngon. There, that's the Bray research archive. Now to rummage through its files. Không biết có boss không ta. Archive the archive. Ok. Chúng ta chỉ cập vào cái dữ liệu, hệ thống dữ liệu xem nó có cái gì đó. Con này cũng khá là ngẫu. Oh, we got company. Yeah. Biết ngay. Lo bắn con này nó bị giật ra đằng sau mới hay chứ. Nó báo mà mình không thấy ai. Có thấy mỗi con này mà nó khúc nghe đây. Mà lại nó báo là đứng gần lắm. Trong khi nó đang download thì mình sẽ canh cho con này. Mini boss rồi. Con này mới có mini boss thôi. Chứ cũng chưa phải là boss nữa. Ủa, lâu lâu ngứa tay. Bắn khó vậy. Con này có cái đạn cũng khá là kinh đấy chứ. Con kia có bom mấy kiểu nữa. Cũng chịu khó dễ sợ. Hay lắm dân chơi.
mới nâng cấp lên chứa đạn được nhiều hơn rồi. Một ống của nó chứa được 3 viên đạn lên cho nên bắn thoải mái. Tại vì mình nói nó nâng cấp cái cây này lên. Ok, ủa xong à, mình cứ tưởng nó có boss nữa, mình tưởng nó không phải là boss rồi. Biết thế là cầm này quất luôn rồi, tại quất này đã hơn nhiều. Ken nghe một cái ken một cái đã lắm. I have to remind you of all people that I'm a scholar, not a scientist. Don't worry, old friend. The Iron Tomb, lăng mộ Iron của Iron. Okay, let's do it. Stay alert. Giờ chúng ta sẽ là vô lăng mộ Iron, mình cũng không nhớ là mình làm cái nhiệm vụ đó nữa. Cái nhiệm vụ này mình cũng làm khá là lâu rồi, cho nên bây giờ làm lại cũng là cũng hay chứ. The Splicers. Đa phần nhiệm vụ này nó diễn ra trên trái đất không à, chứ không có diễn ra trên mấy chỗ khác. Còn nhiệm vụ trước đây trước của nhiệm vụ này thì nó lại diễn cho một cái hành tinh khác. Nhưng mà phần lớn đều là vẫn nằm bên trái đất là nhiều. Cái quái gì nó bắn gì rác vậy? Tôi nhớ như trong cái chỗ nhà này thì phải. Không nhớ cụ thể ở chỗ nào thôi, nhưng mà hình như nhớ là trong đây. Trên lầu. Đúng rồi, ngay chỗ này nhớ rồi. Vậy là chỉ nhớ mình cũng đâu có đến nỗi tệ đâu. Cũng đúng. Mặc dù là mình không biết chuyện này sẽ xảy ra tiếp thôi, nhưng mà mình vẫn nhớ là cái trong cái khu này mình đã đi rồi. Còn nếu mà bạn nào mới đi ấy, nhìn nó hướng chi được không, nhìn thấy cũng mệt nữa, nó chi là đi tìm. Tại vì cái radar của game này, ngoài cái Division ra cái game này, nó chỉ radar cũng thông minh thấy sợ luôn. Ồ, cái đó cái nhiệm vụ hay là súng luôn vậy ta. Là thường nếu mà mình biết up giữa chừng như vậy á, súng mấy súng tím Legendary á, thường là nhiệm vụ để tìm cái cây đó, hay là có thể ít khi nào mà nó ra cái súng luôn. Nhưng mà có lẽ mình chưa làm nhiệm vụ này thì có thể là nó cho mình. Nhưng mà biết cái điểm nó bao nhiêu thôi. Để lát mình coi thử thôi. Nó lâu mới thấy cho đồ tiếng đây. Superjar. Chúng ta sẽ cầm cái cục này đổi qua cục bên kia. Đổi qua đổi lại. Đổi cái lõi của nó. Play score. Nuốt đi con, đúng rồi. Play core bên này qua gắn qua bên đây. Đổi ngược để chắc là làm cho nó có vấn đề cái gì đó. Cái con này nó cho mình cái gì đó. Đúng rồi, không phải cái súng. Nhiệm vụ mới hay sao? Đúng rồi, đây nhiệm vụ mới đây. Nói chung cũng để coi cái này tính sâu vậy. Giờ chúng ta phải ra cái Archon Keep. Đó là một cái nơi mình khá là thích. Để cày đồ, nếu bạn nào muốn cày lên 400 thì Archon Keep là một trong những cái chỗ mà mình khuyên là bạn nên đánh. Để tìm Ghost Artifact với một số thứ khác. Ghost Artifact với lại cái áo choàng Clock, hoặc là nếu mà Titan thì bạn sẽ có cái khăn quấn chân, hoặc là một cái vòng đeo tay nếu mà bạn nào cầm Warlock. Thì nếu bạn đánh Archon Force nó lên tới 400, nhưng mà bạn phải đánh Perfected. Đánh nếu mà lại Perfected là hoàn hảo á, đánh mấy cái đánh hoàn hảo, là đánh những con nào hoàn hảo thì bạn mới lên đồ 400 được. Còn không thì nó sẽ không rớt đồ 400 cho bạn. Nhưng mà đánh phải trong thời gian nhất định. Và đánh nó cũng khá là nhanh và đồ rất là nhanh, nếu mà miễn là các bạn có cái cục đó được. Thường là ban đầu bạn sẽ có enhance, tức là tất cả chuyện đó là nâng cấp thôi. Đánh mấy con nâng cấp thì bạn đồ bạn không thể cao lên 400 được, nhưng mà vẫn có đồ. Thì bạn nào muốn kỳ từ từ 360, nếu mà đồ bạn đang 360 trở lên mà chưa có đầy đủ này nọ kiểu, thì Archon Keep cũng là một cái nơi rất là tốt để bạn có thể lấy đồ từ đó. Tuy nhiên để khuyên lấy đồ thì mình lại không khuyên là lấy từ đó ra. Thì mình nghĩ là nếu bạn làm những nhiệm vụ như Destiny, Rise of Iron thì vẫn sẽ có đồ nhanh cái kiểu như vậy. Archon Forge đồ trong nhiệm vụ khá là hay.
Bữa nào mình sẽ cố ráng quay một tập Archon Forge cho các bạn xem là nó như thế nào. Đây chúng ta gần tới đây. Đây bên trái mình đây là Archon Forge, đây bắn lộn ở chỗ này rất là vui. Đánh như con quái như đây. Đánh nếu bạn nào đánh chúng bạn bè nó sẽ dễ hơn nhiều. Ôi, đâu ra nhiều vậy? Ồ, dọn đường cho đi coi. Ồ. Last time his presence was almost physical. Thì nó bù đông quá, cái bật ulti lên quánh gió lẹ. We did not understand. How can you be so certain Rasputin won't get involved once we're inside? Tại bỗng nhiên bây giờ mình nghĩ chắc cũng chưa đi tới nửa đường nha, thôi cũng không sao. Bật cũng được. He hasn't been that for a very long time. Ồ, what the. Ồ, con này dưới nó cái tay hay mày. Biến hình cái kiểu luôn. Hay là bóng luôn, nó biết mình đi đằng sau lưng tới luôn. Ghê thiệt. Nhảy lên nhảy xuống nè. Còn đứng đó nữa chứ. Đi tiếp thôi mấy mé. Ồ gì đây. Cái chỗ này lúc cái hầm nó càng nhỏ xíu rồi, nhưng mà không hiểu sao nó chế ra được nữa. Nhưng mà cái bật đèn này cũng đỡ. Cái hầm nó còn chút xíu. Chui vô được cũng hay thiệt. Mấy bạn đánh Radar Machine bạn sẽ thấy những điều y chang vậy luôn. Đường hầm chút xíu mà vẫn ráng chui vô được. Superchar. Bây giờ mình cần hồi Superchar khá là nhanh. Tại vì mình có nâng một số thứ giết cho mình tăng Superchar nếu mình giết được những con khác bằng lựu đạn cái kiểu. Ồ, mình nhớ cái khúc này rồi. Nó sẽ cho bạn cái búa của Iron lúc mà bạn coi cái cutscene đầu tiên á. Sẽ thấy là mình sẽ, ông ấy cầm mấy cái búa của Relic của Iron. Một vật linh thiêng của Iron để quánh mấy con này. Và đam nó rất là cao, đủ sức để quánh mấy con kia. Rồi bạn thì bạn thôi bạn đánh một mình. Mà trước khi vô đó bạn phải đánh một con boss ngay đây nữa, thì mình nhớ là vậy. Và vô kia là mình nhớ là còn sẽ có một boss cuối. Khá là đuối. Người cái đó mình nghĩ là cái nhiệm vụ sau còn này. Cái này mới là nhiệm vụ áp chót thôi. Cũng chưa phải là nhiệm vụ cuối nữa. Ok, ra cho ta, ra cho ta, boss ra cho ta. Mình vẫn đang rất là đợi boss đây. Xem nó có ra chưa, thì mình nhớ là có lần đánh một lần cái đó rồi. Mà nó xuống đây thì chắc là không có rồi đó. Ồ, cái này mình không bấm nút nhảy được luôn. Nãy mình nhảy xuống nhưng mình bấm nút nhảy rồi á, nó vẫn không nhảy được. Servitor. Mình ghét mấy cái quả cầu này lắm luôn á. Máu nó trâu mà nó còn bắn ra được nữa. Đâu rồi, đâu rồi. Một phát mà nó phóng ra tới đây luôn, ghê thiệt.
Mình khó là đấm mấy con này nha. Đấm nó lại có vẻ nhanh hơn mấy những tán này rồi bình thường. Bọn mấy con này công nhận là nó cái nanomine nó xịt ra quá đã luôn. Xịt ra liên tục mấy con này, tại vì nó hình như mình nghe nói cái perk của nó là nếu bắn kẻ thù là cùng chung thể loại á, là mấy con này nè, thì nó sẽ tăng thêm gì đó mình không nhớ nữa. Mình coi cái súng lại coi. Take repeat the weapon spawn nanomine. Nè, full lần thích extra damage đấy, mọi người thấy là nếu mà miễn là tụi này là full lần thì tụi nó sẽ ăn đam nhiều hơn bình thường. Đó là một cái lý do mình sử dụng cái cây này trong cái nhiệm vụ này. Mà cái chỗ này thiết kế đẹp ấy chứ, nhìn cũng ngầu phết. Đó là giống như nhiều nhiệm vụ mà thiết kế mà thấy đẹp nhất trong tất cả nhiệm vụ mình từng chơi luôn. Ảo ghê vậy. Self destruct, tự hủy. Lát thì sẽ có một boss đi ra mà mình còn phải cầm cái búa quất nó nữa. Đây đây, có búa ở đây. Take the axe. Cái này cái lưỡi đao với cái búa nữa. Ồ, con này đam nó phải cao đó. Né đi mấy đứa ơi, nó bắn được. Với lại các bạn muốn đánh cái cây này bạn phải hồi cho nó hồi năng lượng cho nó rồi bằng cách bạn bấm R1, bạn đánh như con quái phụ gì đó hoặc là đánh vô bất kỳ con gì cũng được thì nó mới hồi, còn không nó giảm hoài. Mà khi nó giảm hoài thì các bạn không thể nào sử dụng được nó nữa, mà buộc phải lấy lại. Thường là mình nghĩ là nó sẽ cho mình lấy lại, nhưng mà thường nếu mà bạn làm những cái như Icon Forge nó sẽ không cho bạn lấy lại. Các bạn chỉ thể nạp đạn bằng cách này. Mà nạp đạn có vẻ hơi hết lẻ. Giờ nó chỉ có thể cho quái ra thì may ra mà nạp đạn nhanh được. Còn máu, tốn máu quá. Quái ra. Đi quất mấy con quái trước đi. Quất quái nó hồi nhanh lắm. 41 luôn. Mấy con quái này thực chất á là không phải là để cho các bạn để cầm chân bạn đâu, mà thực chất là để hồi đạn cho bạn. Tại vì nó hồi rất là nhanh và rất là nhiều. Để các bạn đánh con boss thôi, chứ thực chất nó không phải là kiểu như là dùng để nhử bạn. Cho nên cứ đánh nó thoải mái, buồn rồi các bạn nên đánh á. Ôi, nên kiếm vô nắp đi. Và thường những gì gửi này bạn nên lấy cái axe này, tại vì nó chỉ thường như các bạn bật có bật ultimate skill đó, nó cũng không có nhiều bằng bạn dùng cái cây của nhiệm vụ đó bắt bạn làm đó, thì nó sẽ cho nhiều hơn tất nhiên rồi. Mình nhìn cái cây này nhìn cũng bốc lắm nhá, nhìn cũng giống như cái skill set của cái con này. Mình không biết còn mấy con nữa, nhưng mà có mình có làm nhiệm vụ mà tới ba cái con boss này làm khá là phê. Và mình có không nhớ nhiệm vụ nào, nhìn nhiều nhiệm vụ lắm. Radar Machine là chắc chắn không phải rồi đó, nhưng mà nếu bạn nào có định hỏi. Bắn gì mà không mất. Vừa đúng lúc luôn. Cái này thì nó không mất nhưng mà what the fuck? Hình như đúng là nhiệm vụ này rồi đó. Đúng rồi, cái cây này nó không ăn đam nhiều bằng mấy cái cây khác. Đánh quái. Ăn đạn lại coi, đạn cho đạn cái nhẹ coi.
Tất nhiên là bạn vung cái là một cái là nó sẽ mất như thường, mất máu như thường, mất cái đạn như thường. Tuy nhiên nếu mà đánh với con này nó vẫn cho đạn nó khá là nhiều. Ủa, cái này nó đứng gần hút máu rồi chứ, khốn thiệt. Nhận nhiệm vụ mới luôn. Không biết nhận nhiệm vụ hay là làm xong nữa. Tại nó kêu mình talk to Ikora. Và nhiệm vụ đó mình có lấy lần một lần trước đó rồi. Nhưng mà không phải nhiệm vụ như thế này. Ủa, con này có vẻ như quánh cũng khá là mệt nghỉ. Chưởng nhưng coi như mọi ít ra nó không có chưởng phát chết luôn giống như con The Second King bên Oryx cái kiểu. No. Bánh có vẻ hơi phê đó. Giết luôn được hai con này thì thắng mẹ rồi. Đó bây giờ tại sao nó cho bạn cái kiếm này. Cái đao này. Cái này quốc hai cái con này. Ủa nó chửi một phát mình văng ở tới đây luôn. Hồ máu đó. Re-king, cái đó mình không rõ là cái đó là gì ha. Lúc mà mình đánh nó không biết là nó cộng gì mà không biết là sao nữa. Quốc lấy đạn, lấy để đạn coi. Lấy đạn coi mấy đứa ơi. Cái chữ phải mình văng luôn trời. Ủa hai con này nhây quá. Mình phải nhây nó. Ơi em xin lỗi. Tại giờ mình mà chết một cái là chơi lại nguyên khúc luôn. Là quánh loại nguyên boss kia nữa. Khá là phiền cho nên ráng giữ mạng sống tí. Cái con này cũng không quá khó. Lâu lâu rút súng nó bắn luôn mới ghê chứ. Gì nó hồi sinh nữa hả? Không. Quái. Hên vãi. Cái gì có hồi đạn nữa nè. Ngon vãi. Hồi được 22 rồi. Đánh con này đến cái đẳng cấp cao thì mình đánh còn thấy phiền nữa. Chứ nói chi là hút lửa nó hồi đạn. Cắn. Hút là như hút lửa kia nó hồi đạn hay sao? Hay chứ. Để mình chạy lên lại test lại thử coi. Đúng rồi. Hút lửa ở đây nó hồi đạn nè. Sao này giống nó sớm. Nó chưởng ghế quá. Hình như hút xong là nó bốc khói, nó không có hút được nữa sao đó. Chúng ta phải sang cái chỗ khác. Hình như một con chết rồi phải. Chết rồi thì mình tự mình hồi thôi. Xong. Mệt vãi luôn. Còn bé nào nữa không? Young Wolf, finish this. Yeah, Young Wolf. Mình là Young Wolf nhá. Hút lửa cái nhẹ coi. Đi coi nó lên được tới bao nhiêu, 72 viên à. Hết cỡ, 72 viên là hết cỡ. Finish this. Self-destruct. Chúng ta sẽ bấm nút tự phá hủy đây. Wow, escape the explosion. Chạy đi mấy đứa ơi, chạy đi mấy đứa ơi. Gần nổ rồi. No.
No. Chạy nhanh lên coi nào. Còn 45 giây nữa. Chắc sẽ có quá chặn đường chắc luôn. Ồ, phóng ra nhanh nào mấy đứa ơi. Còn 30 giây nữa. Ồ. Gần nổ rồi, rồi xong. Tôi thấy rồi, bye bye. Mấy đứa nào ở trong đây chết chắc nhá. Ồ. Ồ, thôi đó. Xong nhiệm vụ rồi. Well done, my young wolf. Siva is gone and the Iron Lords are at peace. Return to the Iron Temple. You have earned your reward. The Siva replicator is destroyed. We found this near it. Thank you. She would be honored. My brothers and sisters, I will see you again. Someday. You've given them back to me. Approach. There was a time that only Iron Lords carried these blades. There are many like this in our armory, but this one is new. It is yours, young wolf. You are the first of a new generation. Take your place as an Iron Lord. Ok, và sau khi bạn làm xong hết cái nhiệm vụ Rise of Iron đó, thì bạn sẽ được tặng một cái kiếm The Young Wolf's House. Cái này mình cũng đã có một cây rồi. Và nhưng mà cái nhân vật này mình chưa có. Nhưng mà vốn gì bên con Thunder của mình đã có khá là lâu rồi. Cây nó cũng khá là ok, đánh cũng khá là ổn cho những con gọi là Hunter, những con mà mình từng chơi trước đây. Thì coi cái gì đây. Có chờ đồ gì không? Well, hello, Lord Young Wolfhound. Đây là cái nhiệm vụ, tới đây là kết thúc rồi. Rise of Iron with a new flame. Nói chung là sau cái nhiệm vụ này là chúng ta hết cốt truyện rồi, cho nên mình sẽ tạm dừng tại đây. Và những cái khác á, tiếp tục của Rise of Iron đó chính là Strive và Ray. Như tên là bạn cũng đã biết rồi. Và những cái đó cần phải chơi nhiều người và quay nó tách biệt riêng. Cho nên chúng ta cái này chúng ta sẽ không quay kiểu một cốt truyện nữa. Và mình sẽ quay từng tập cho bạn nào có nhu cầu coi và mình sẽ đưa cho bạn coi sau. Up lên sau cho bạn coi. Để coi. Đặt đồ thì đặt luôn đi nha. Tại đồ giờ mình có đặt thì cũng nó không có lên cao được bao nhiêu. Tại đồ xanh rồi mở cao lắm giờ 365 lên. Cao lắm đồ tím thì nếu bạn đập đồ tím thì mình chỉ lên được 385 thôi, còn đồ xanh thì bạn chỉ đập lên 365 hết cỡ. Ok, ngon.